Chào mừng các bạn đến với Chống Diễn Biến Hòa Bình. Các bạn thân mến, lịch sử là sự thật của muôn đời. Có chăng do thời gian, điều kiện ghi chép, lưu trữ đã không thể hiện cho đời sau một bức tranh đầy đủ, chân thực mà thôi. Tôi tán đồng quan điểm lịch sử của chủ nghĩa Mác Lênin. Có nghĩa là cùng một sự kiện lịch sử, một nhân vật lịch sử, nhưng nếu người viết sử đứng trên quan điểm hoặc lợi ích của họ, họ sẽ viết theo quan điểm của mình. Đó là chân lý. Mặc dù có nhiều người họ cố tình xuyên tạc hoặc không chấp nhận quan điểm lịch sử của chủ nghĩa Mác Lênin. Chống Diễn Biến Hòa Bình giới thiệu đến các bạn bài viết Thế nào là đổi mới sử học của Đỗ Ngọc Nguyên Khôi. Thời gian gần đây, tôi thấy một số hội hè tổ chức những cuộc hội thảo kêu gọi đổi mới sử học, đổi mới tư duy sử học nhằm đánh giá lại một số sự kiện lịch sử, một số nhân vật lịch sử. Theo tôi, thực chất của những người lớn tiếng hô hào đổi mới sử học, đổi mới tư duy sử học chính là họ lạm dụng từ đổi mới, đánh tráo khái niệm để thực hiện mưu đồ của mình. Bài học của Liên Xô đã nói lên điều đó. Những người muốn xóa bỏ Liên Xô, họ đã thực hiện một cách hiệu quả và thành công khi họ triển khai phong trào rầm rộ nhằm đánh giá lại lịch sử và các nhân vật lịch sử. Rất may mắn cho nước Nga, sau đó đã có Putin. Putin đã thẳng thắn vạch trần âm mưu đó và kiên quyết chặn đứng âm mưu thủ đoạn đó. Lịch sử là sự thật của muôn đời, có chăng do thời gian, điều kiện ghi chép, lưu trữ đã không thể hiện cho đời sau một bức tranh đầy đủ, chân thực mà thôi. Theo tôi tán đồng quan điểm lịch sử của chủ nghĩa Mác Lênin, có nghĩa là cùng một sự kiện lịch sử, một nhân vật lịch sử, nhưng nếu người viết sử đứng trên quan điểm hoặc lợi ích của họ, họ sẽ viết theo quan điểm của mình. Đó là chân lý, mặc dù có nhiều người họ cố tình xuyên tạc hoặc không chấp nhận quan điểm lịch sử của chủ nghĩa Mác Lênin, nhưng họ cũng không thể thoát ra khỏi chân lý đó. Ví dụ, cùng một sự kiện Phan Thanh Giản ký hòa ước bàn giao ba tỉnh Nam Kỳ cho Pháp, thì Pháp và những người theo chủ trương ủng hộ họ đánh giá cao công lao của Phan Thanh Giản. Ngược lại, nhân dân Việt Nam chúng ta đã có câu ca ngay từ thời đó: Phan Lâm, Mãi Quốc, Triều Đình, Khí Dân. Và quan điểm của nhà nước ta hiện nay là theo quan điểm của nhân dân Việt Nam từ lúc đó. Các nhân vật như Gia Long, Trương Vĩnh Ký, Hoàng Cao Khải, Ngô Đình Diệm vẫn là những người vì quyền lợi của mình sẵn sàng bám víu, cầu xin nước ngoài cưu mang giúp đỡ họ bất chấp quyền lợi của quốc gia dân tộc. Hoặc cùng một sự kiện, đối với Hai Bà Trưng, lịch sử của chúng ta cho là anh hùng chống giặc ngoại xâm. Nhưng theo lịch sử Trung Hoa, họ cho Hai Bà Trưng là bọn giặc cỏ, đã bị danh tướng Mã Viện đánh tan bằng giặc cỏ đó. Sự kiện 30 tháng 4 1975 chúng ta cho là ngày đại thắng thống nhất tổ quốc, nhưng những người chống đối lại chúng ta, họ cho là ngày quốc hận, hoặc cái gọi là Việt Nam Cộng Hòa, chúng ta cho là ngụy quyền tay sai, nhưng những người bảo vệ cái gọi là Việt Nam Cộng Hòa, họ cho rằng đó là một nhà nước hợp pháp được quốc tế công nhận. Mặt khác, họ cho rằng Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhà cầm quyền Bắc Việt là tay sai của Liên Xô và Trung Cộng. Rất đơn giản, tất cả những người bình thường đều biết, nhưng có những người họ cố tình không biết, hoặc không muốn biết, hoặc họ cố đồ của họ chỉ có hai lý do. Một là do nhận thức, lý trí, hai là vì quyền lợi, tiền để thực hiện diễn biến hòa bình. Hai lý do trên ai hiểu sao thì tùy, tôi không quy chụp. Cho nên họ mới kêu gọi cần thiết phải đổi mới tư duy sử học để thực hiện chủ trương lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và hòa hợp, hòa giải dân tộc. Những người thực sự quán triệt chủ nghĩa Mác Lênin và thực sự có tinh thần dân chủ, họ luôn luôn chia sẻ với những người có suy nghĩ và hành động như thế. Kể cả những người ở nước ngoài vẫn đang mơ mộng về một nhà nước đệ tam Việt Nam Cộng Hòa trong tương lai tại nước ta. Chỉ trừ khi họ vi phạm pháp luật thì nhà nước sẽ xử lý theo pháp luật. Vấn đề là các nhà lãnh đạo, các nhà quản lý của nhà nước chúng ta hiện nay có còn quyết tâm theo con đường của nhân dân, của Bác Hồ đã lựa chọn, hoặc có mạnh mẽ quyết đoán như Putin hay? Nếu nhà nước chúng ta vẫn tiếp tục đi theo con đường của nhân dân ta và Bác Hồ đã lựa chọn, thì trong các sách giáo khoa, các tài liệu lịch sử chính thống của nhà nước chúng ta vẫn giữ nguyên các khái niệm Gia Long, Cổng Rắn, Cắn Gà Nhà, Phan Lâm, Mãi Quốc, Triều Đình, Khí Dân, Kháng Chiến Chống Pháp, Kháng Chiến Chống Mỹ, Ngụy Quyền Sài Gòn, Ngụy Quân Sài Gòn. Các cơ quan truyền thông thông tin của chúng ta không được chuyên truyền khác tinh thần của nhà nước.
đồng thời quốc hội cần thiết lập ban hành luật chống xuyên tạc lịch sử. Còn mọi người họ suy nghĩ như thế nào là quyền của họ, vì nhà nước chúng ta là nhà nước dân chủ nhân dân. Nhà nước chúng ta chỉ xử lý khi họ vi phạm pháp luật của nhà nước chúng ta mà thôi.